Mở đầu điểm báo hôm nay, chúng ta tìm hiểu về EdTech. EdTech được hiểu là công nghệ giáo dục, dùng để chỉ những doanh nghiệp hoặc dự án áp dụng công nghệ vào giáo dục. Sự nhộn nhịp của thị trường EdTech trong năm qua đã góp phần giúp bản đồ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thêm màu sắc. Rất nhiều EdTech nước ngoài xem thành phố Hồ Chí Minh là mảnh đất lý tưởng để khởi nghiệp, đầu tư ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Galaxy Education là một trong những đơn vị EdTech nổi tiếng và có quy mô lớn nhất. Đơn vị hiện có hơn 7 triệu học viên và 600.000 bài giảng online theo nhiều hình thức như ghi hình sẵn, trực tuyến với giáo viên và trực tuyến kết hợp trực tiếp. Bà Phạm Giang Linh, Giám đốc điều hành Galaxy Education cho biết, thị trường EdTech tại Việt Nam hình thành giai đoạn 2026 đến năm 2007, nhưng đến khi dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu dạy và học trực tuyến tăng cao, thị trường EdTech mới được quan tâm rộng rãi. Dự kiến năm 2023, thị trường EdTech Việt Nam sẽ đạt doanh thu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Theo bà Trương Lê Quỳnh Tương, giám đốc Class in Đông Nam Á, tín hiệu tích cực sau dịch Covid-19 là công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động dạy và học tại Việt Nam. Nhiều thầy cô vẫn sử dụng công cụ tạo bài giảng điện tử, giao bài tập online. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo đặt chỉ tiêu 35% cho các hoạt động học tập số, mang tới hy vọng duy trì thói quen áp dụng công nghệ vào giáo dục. Xây dựng hệ thống thể chế nhà nước pháp quyền với những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt và hiến pháp, pháp luật, cũng như phù hợp với luật pháp quốc tế để đảm bảo một môi trường sống và làm việc tốt đẹp cho tất cả mọi người cùng tiến lên, không để ai bị bỏ lại phía sau. Môi trường pháp luật công bằng sẽ tạo ra những mảnh đất lành chim đậu. Hơn thế nữa, đất lành còn hấp dẫn những con chim quý phương xa bay về. Hiện nay, Việt Nam cũng đang trở thành điểm sáng với cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường sống cũng như đầu tư kinh doanh thân thiện và thành công trong kiểm soát Covid-19. Trong bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2022, Việt Nam tăng 2 bậc, lên vị trí 77 so với năm 2021. Khảo sát của TechGrow với 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 trong danh sách cần mở rộng hoạt động sau Hoa Kỳ. Việt Nam là đại bản doanh lớn nhất thế giới của tập đoàn Samsung, chiếm 60% sản lượng của doanh nghiệp này. Internet, thiết bị công nghệ hay mạng xã hội không thể thiếu trong đời sống của nhiều bạn trẻ, nhất là thế hệ Gen Z. Đón đầu xu hướng mới, nhiều bạn trẻ có thu nhập khủng từ việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng trực tuyến và cũng từ thế mạnh của thế giới ảo, người trẻ mang lại giá trị thực cho nhiều dự án cộng đồng quanh mình. Thành lập tháng 6 năm 2022, Blocktree được Nguyễn Phan Anh Quốc, thành viên sáng lập, cùng nhóm bạn tâm huyết thực hiện dự án xanh, minh bạch, trong tiếp nhận tài trợ bằng việc áp dụng công nghệ bảo mật cao, khả năng truy dấu và không thể xóa hay thay đổi dữ liệu. Blocktree được hiểu là nền tảng kết nối người trồng rừng và nhà tài trợ sử dụng công nghệ blockchain để xác thực việc trồng rừng thông qua NFT động. Một cách đơn giản, mỗi một đơn vị diện tích cây trồng sẽ được đại diện bởi một NFT động. NFT động, với đặc tính của nó, độc nhất, truy cập mở và khả biến dữ liệu, cho phép nhà tài trợ hoàn toàn an tâm về việc tiền của mình được sử dụng đúng mục đích, cập nhật được tiến trình của việc sử dụng tiền cũng như tình trạng hiện tại của cây trồng. Hiện tại, nguồn kinh phí để Blocktree hoạt động được cấp từ quỹ Catalyst, một chương trình hỗ trợ những ý tưởng phát triển cho nền tảng của Cardano. Hơn 3.000 cây xanh ủng hộ trồng rừng ở tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam được Blocktree kết nối thành công giữa nhà tài trợ với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Công nghệ đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển cũng như chạm vào từng ngóc ngách trong đời sống. Hành trang của người trẻ luôn cần những tấm hộ chiếu công nghệ để hình thành một thế hệ công dân số vững vàng, bản lĩnh, tự tin và sáng tạo. Thị trường nhạc Việt đang rất đa dạng với hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ mới. Nếu phải chọn mốc thời gian bắt đầu cho sự đa dạng này, có thể tính từ năm 2020, khán giả đón nhận hàng loạt ca khúc, MV, dự án âm nhạc dài hơi có ý nghĩa của các nghệ sĩ trẻ, nhất là thế hệ Gen Z. Hoàng Dũng, KICM, Phùng Khánh Linh, Ren Evan, Eric, Jidetki, Juki San, Hiếu Thứ Hai, Hoàng Duyên và nhiều nghệ sĩ nhóm nhạc trưởng thành từ rap Việt, rock Việt là lực lượng trẻ góp phần tạo nên diện mạo đời sống âm nhạc.
số lượng của các nghệ sĩ Gen Z ngày càng tăng, nhưng để tìm ra nghệ sĩ có màu sắc khác biệt không dễ. Nhà sản xuất âm nhạc KICM, tên thật Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 1999, là một trong những nghệ sĩ trẻ tạo được dấu ấn. Bên cạnh việc chinh phục những chất liệu âm nhạc hiện đại, anh chọn chất liệu truyền thống để khai phá. Trong năm 2022, KICM khẳng định tài năng qua album Hoa, có sự tham gia của Phương Thanh, Văn Mai Hương, Trung Quân. Hay trong năm 2022, dự án EP Gen Z và Trịnh làm mới các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được thực hiện qua giọng hát của nghệ sĩ Gen Z là Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Yuki San, Hoàng Duyên, Obito. Để lại sau lưng những mặc định không phải ai cũng hát được, các nghệ sĩ Gen Z vẫn hát nhạc Trịnh như một cách dấn thân của người trẻ, dám tô vẽ gam màu mới từ miền ca khúc cũ. Các nghệ sĩ không tránh khỏi lo sợ so sánh chê bai, nhưng vượt trên cả, họ muốn mang đến điều mới mẻ về thứ âm nhạc đã đi cùng thời gian, để thế hệ trẻ như họ đã yêu càng yêu hơn. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều sinh viên trường đại học Ca Foscari ở Venezia, Italy tìm đến với bộ môn tiếng Việt. Người thắp ngọn lửa say mê đó là cô Lê Thị Bích Hường, giảng viên phụ trách môn thực hành tiếng Việt của trường. Phương pháp giảng dạy sử dụng âm nhạc dân gian và các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như trống, chiêng, chập chen ra đời. Tình yêu với các làn điệu dân ca đã được cô truyền lại cho sinh viên trong từng bài giảng theo cách sinh động nhất. Qua đó các em có thể hình dung ra được cao độ, trường độ của sáu thanh điệu một cách dễ dàng hơn. Dù việc phát âm của sinh viên chưa được chuẩn, nhưng các em đã hiểu biết về tiếng Việt và văn hóa Việt thông qua những nghiên cứu khá sâu rộng về quan họ Bắc Ninh, chèo, cải lương, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Nguyễn Bính. Cô còn mời nhiều nghệ sĩ có tên tuổi ở Việt Nam giao lưu trực tuyến với sinh viên như ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhân dân chèo Đoàn Thanh Bình, giới thiệu về chèo cổ, nghệ sĩ Linh Huyền giới thiệu về cải lương. Ngoài ra các em cũng học hát chèo, cải lương với các nghệ sĩ để có thể hiểu được cách diễn các trích đoạn nghệ thuật dân gian. Cô giáo Hường cho biết, mình luôn muốn mọi người ở Italy biết nhiều hơn về Việt Nam vì ngôn ngữ là một công cụ có thể truyền tải, mở cánh cửa để hiểu biết các nền văn hóa khác nhau. Tương tự như Taekwondo, Judo, Quyền Anh cũng là môn võ bắt rễ rất sớm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua bao thăng trầm, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, bao thế hệ võ sĩ Quyền Anh làm phong phú thêm hệ sinh thái của thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, bên cạnh các giải đấu nghiệp dư, các võ đài chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng rộn ràng hơn, định danh hàng loạt tên tuổi như Trương Đình Hoàng, Trần Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Nhi. Nhắc đến đấu trường chuyên nghiệp, Trần Văn Thảo được xem là gương mặt tiên phong làm rạng danh Quyền Anh chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, Thảo hạ knockout võ sĩ Chok Lumoli, Indonesia, đoạt đai vô địch WBC châu Á hạng siêu rùi 51-52kg, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Cuối tháng 9 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nơi chứng kiến bước tiến mới của Trần Văn Thảo khi trở thành võ sĩ nam đầu tiên của Việt Nam đoạt đai vô địch IBA thế giới. Anh nâng chuỗi thành tích nhà nghề của mình lên thành 15 trận thắng, 1 trận thua và bổ sung vào bộ sưu tập của mình chiếc đai vô địch danh giá. Thời của những huyền thoại Quyền Anh đã khép lại điểm báo xuân Quý Mão 2023. Thu Hương xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, đồng hành. Một lần nữa, xin kính chúc quý độc giả của báo Sài Gòn Giải Phóng một năm mới nhiều thành công, bình an, hạnh phúc.